Xin thân mình kính chào toàn thể tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đang cùng truy cập vào kênh YouTube của Phụ Kiện Audio. Mọi vấn đề về tư vấn, phối ghép hoặc đặt hàng sản phẩm, các bác và anh em có thể liên hệ trực tiếp với Phụ Kiện Audio qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây 0835318889. Các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với Phụ Kiện Audio. Và như ở trên tiêu đề của video thì trước màn hình của các bác và anh em đây là những mẫu mã sản phẩm dây tín hiệu âm thanh của hãng Kimber, mẫu dây AV-RCA. Đây là một mẫu dây tín hiệu âm thanh mạ bạc, và với cái tỷ lệ mạ bạc của dòng dây này rất là cao thì đem đến một cái chất âm rất là trung thực, chi tiết, và cái đặc biệt nhất đó chính là cái dải cao lên cực kỳ là đẹp và sắc nét, rất là phù hợp cho các bác và anh em chơi những cái hệ thống dàn âm thanh cổ hoặc là những cái dàn âm thanh mà đang cần cải thiện cái dải cao, muốn cái dải cao nó lên sắc nét hơn, nó đẹp hơn, lên lung linh hơn, thì chúng các bác và anh em có thể tham khảo về mẫu dây KimberCap này. Và đây là một mẫu dây được DIY đầu dắt tại Phụ Kiện Audio. Và đây là dòng dây DIY để em sẽ cam kết đến với các bác và anh em là DIY chuẩn kỹ thuật này, sử dụng toàn bộ là những cái thiết xịn nhất. Và thứ ba đó chính là bảo hành dây dẫn trọn đời để các bác và anh em yên tâm chúng ta sử dụng. Các bác và anh em để chiêm ngưỡng qua cái ngoại hình bên ngoài của dòng dây AV KimberCap này. Một bộ dây AV của nó thì sẽ gồm là hai sợi như này, bốn đô rắc, hai sợi bốn đô rắc này. Đây cũng là đầu rắc của Kimber luôn các bạn nhé. Đây là đầu rắc Kimber, đầu rắc đồng và được mạ vàng bên ngoài. Các bác và anh em để xem cái đầu rắc này. Đầu rắc này rất là thon gọn, thì các bác và anh em hoàn toàn có thể sử dụng với những cái thiết bị âm thanh cổ. Khi mà hai cái chân cắm rắc AV ở đằng sau nó rất là hẹp thôi. Chúng ta cần phải có những cái đầu rắc mà thon gọn như này, chúng ta có thể sử dụng được với những cái thiết bị âm thanh cổ. Đầu rắc AV các bác và anh em thấy là rất là đẹp như này. Và dây bên ngoài đây các bạn nhé, dây bên ngoài này. Họ soạn, hãng họ làm rất là đẹp này. Và vỏ bên ngoài của dây là vỏ nhựa Teflon. Vỏ nhựa Teflon thì như rất nhiều những video em có chia sẻ với các bác và anh em rồi, là có khả năng chịu nhiệt, tản nhiệt rất là tốt. Và nó còn có một chức năng nữa, đó chính là chống nhiễu các bác và anh em nhé. Chống nhiễu. Rất rất nhiều những hãng dây dẫn tín hiệu âm thanh nổi tiếng trên thế giới thì họ đều áp dụng sử dụng vỏ nhựa Teflon. Không chỉ riêng là Kimber, có rất nhiều những cái dòng dây khác họ đều áp dụng cái vỏ nhựa Teflon này vào. Các bác và anh em thấy hình thức dây rất là đẹp nha. Dây rất là to các nhá, dây to chứ nó không nhỏ một tí nào đâu ạ. Của AV Kimber này. Cái đầu rắc này thì cắm của nó rất là chắc các bác và anh em nhá. Để em sẽ lấy một cái thiết bị ra để cắm các bác và anh em xem. Đây. Các bác và anh em để xem em cắm này. Đó. Cắm cái đầu rắc vào nó rất là chắc tay như này. Đây. Cái đầu rắc nó mà khi đã trọn vào thiết bị như này rồi thì nó sẽ loại bỏ hoàn toàn cái tình trạng là bị mo ve hoặc là loẹt xoẹt tín hiệu khi các bác và anh em chúng ta sử dụng. Đầu rắc thì rất là thon gọn, thoải mái để các bác và anh em sử dụng với dàn âm thanh cổ. Về ngoại hình bên ngoài của dây rất là đẹp. Sẽ quay kỹ vào đây để các bác và anh em xem về cái chất vỏ bên ngoài nhé. Dây AV Kimber mạ bạc, và tỷ lệ mạ bạc của dòng dây này rất rất là cao. Đây là một cái phôi dây mà em để rơi bên ngoài để các bác và anh em chúng ta cùng nhau theo dõi kết cấu cũng như là chất lượng lõi dẫn bên trong nó như thế nào. Thế là các bác và anh em xem cái vỏ bên ngoài nha. Vỏ nhựa Teflon. Nhựa Teflon thì nó chống cháy, chịu nhiệt rất là tốt. Đây em sẽ lấy trực tiếp bật lửa các bác và anh em đốt, các bác và anh em xem nhé. Nó không bùng lửa lên, khẳng định 100% nó sẽ không bùng lửa lên. Đấy, như này. Và nó truyền nhiệt rất là nhanh, đốt ở đây rồi, nhưng mà ở dưới này bắt đầu nó truyền nhiệt, nó tản nhiệt đi các bạn nhé, chứ nó không tụ nhiệt tại một điểm, rất là nóng luôn. Nó truyền nhiệt xuống dưới này, sẽ tạm thời là bỏ tạm cái đầu bên dưới này ra thì tuốt cái đầu này để các bác và anh em xem về cái lõi dẫn phía bên trong nó chất lượng này như nào nhé. Sẽ tuốt sâu sâu xuống một chút để các bác và anh em xem nó kỹ càng hơn. Sau khi tách được cái vỏ bên ngoài ra sẽ như này, vỏ bên ngoài này. Tiếp đến là cái lớp áo chống nhiễu của dây, là cái lớp áo chống nhiễu bạc bên ngoài đây các bác ạ nhé. Lớp áo chống nhiễu bạc bên ngoài này rất là sáng đẹp như này.
sau lớp áo chống nhiễu này như là một cái lớp giấy ni lông bọc hai cái lõi dẫn về bên trong. Bên trong nó sẽ có hai lõi, một lõi trắng và một lõi xanh như này. Và lõi bên trong nó, cái vỏ của dây nó cũng là vỏ nhựa Teflon luôn các bác phải nhận đây. Các bác phải em để theo dõi này. Nhìn vỏ nhựa Teflon phát đã biết ngay, nhất là màu vỏ nó bóng bóng, và thứ hai là sờ vào nó hơi có cảm giác sần sần tay một chút, đó là vỏ nhựa Teflon. Hai lõi bên trong, một lõi trắng và một lõi xanh. Tách cái này ra các bác phải em xem cái lõi dẫn phía bên trong này. Đầu tiên em sẽ để nguyên cái kết cấu phía bên trong để các bác và anh em theo dõi nhá. Các bác và anh em nhìn cái cách hãng họ xoắn dây này rất là đẹp nhá. Đây là những cái lõi dây bên trong này. Dòng dây này thì cái tỷ lệ mạ bạc của nó rất là cao. Như các bác và anh em trực tiếp là chúng ta đang theo dõi trong video thì có thể thấy là cái tỷ lệ mạ bạc của dây rất là cao như này. Và nhìn nó nhỏ nhỏ như này thôi, nhưng mà cái tiết diện mỗi một cái lõi bên trong này nó lên đến 1 ly đây các bác nhá, chứ nó không nhỏ đâu. Mỗi một lõi này, bên trong hai lõi mỗi lõi 1 ly đấy. Và mỗi một sợi thì nó là mỗi một sợi như là chỉ DIY một đầu rắc AV vào thôi các bác phải em nhá, chứ không phải là DIY hai đầu vào đâu ạ. Tại vì một bộ của nó sẽ gồm là hai sợi như này. Đấy. Quay trở lại với cái lõi dây một chút. Đấy. Cái tỷ lệ mạ bạc, đồng mạ bạc rất là, cái tỷ lệ mạ bạc của nó rất là cao này. Và như các bác và anh em có thể thấy là cái bề mặt dây dẫn được xử lý rất là chuẩn như này, cực kỳ là tốt. Rất là nhắn và mịn. Thì cái âm thanh truyền đi nó rất là trơn tru, mượt mà, mạ bạc như này nữa. Thì cái dải cao của nó rất là sắc nét, đẹp, dải chép, dải trung cao. Anh em xem cái lõi dẫn phía bên trong này. Rất là tuyệt vời nhỉ. Kết cấu dây rất là đẹp này. Tỷ lệ mạ bạc cũng rất là cao. Dòng dây Kimber này so với những cái dòng dây của Nhật như là Hitachi hoặc là Proteria thì cái tỷ lệ mạ bạc của dòng dây Kimber nó cao hơn rất là nhiều các bác và em nhá. Thực tế là khi các bác và anh em nhìn về cái lõi dẫn phía bên trong này, thấy cái mạ bạc của nó rất là sáng, cái tỷ lệ mạ bạc của nó rất là cao. Vừa xong thì em đã giới thiệu chi tiết đến với các bác và anh em về dòng dây Kimber này rồi. Đây là dây được DIY đầu jack tại phụ kiện Audio. DIY đầu jack thì em sẽ cam kết là DIY chuẩn kỹ thuật này, sử dụng thước xị này, bảo hành dây dẫn trọn đời để các bác và anh em yên tâm sử dụng nhé. Một bộ dây như này có chiều dài là 1 mét này, một bộ sẽ gồm 2 sợi và 4 đầu jack như này, đầu jack AV thon gọn, có thể sử dụng cho dàn âm thanh cổ được thoải mái. Một bộ như này thì hiện tại em đang để các bác và anh em chơi với mức giá là 500.000 đồng một bộ như này nhé. Có chiều dài dây là 1 mét, một bộ dây như này chiều dài dây là 1 mét, mức giá 500.000 đồng, miễn phí giao hàng toàn quốc. Các bác và anh em nhận hàng, kiểm tra đúng hàng thì sau đó các bác và anh em mới phải kiểm toán tiền cho đơn vị vận chuyển. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn, phối ghép hoặc đặt hàng sản phẩm, các bác và anh em có thể liên hệ trực tiếp với phụ kiện Audio qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình ở đây, 0835318889. Các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là trực tiếp kết bạn Zalo với phụ kiện Audio. Chân thành cảm ơn toàn thể tất cả các bác và anh em đã cùng nhau theo dõi hết video trên kênh YouTube của phụ kiện Audio. Hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác và anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.